Hello, xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay là ngày 22 tháng Chạp rồi. Còn không bao lâu nữa thì chúng ta sẽ đón Tết Giáp Thìn 2024. Trường tiểu học của em thì cũng nô nức chuẩn bị đón Tết rồi. Đây là tất cả hoa của quý phụ huynh đã dành tặng cho ngôi trường nè. Bây giờ chúng em sẽ sắp xếp các cái hoa này để bài trí cho thật là đẹp, vui vẻ và tràn ngập sắc hoa nha. Mời cả nhà cùng theo dõi video chia sẻ về không khí chuẩn bị đón Tết ở ngôi trường tiểu học nơi em đang công tác nha. Năm nay trường nhận được rất nhiều hoa từ quý phụ huynh gửi tặng, trong đó có hoa vạn thọ vàng, hoa vạn thọ màu cam, hoa cúc, hoa sấy, rồi hoa màu gà nữa. Hoa nào cũng đang rất là tươi và rất là nở, rất là đẹp luôn. Khóm hoa này mà lòng cứ nôn nao, không khí Tết cả cận kề rồi đó cả nhà. Hoa nào cũng đẹp và rực rỡ hết trơn hết cả nhà. Đặc biệt là cái chậu màu gà đỏ này nè, cái màu đỏ của nó rất là sáng luôn. Cảm giác giống như một cái sự may mắn và một cái điều thuận lợi sẽ đến trong năm mới vậy đó. Ngắm sắc hoa xinh đẹp của tất cả các loại hoa nãy giờ rồi thì bây giờ các anh chị đồng nghiệp của em sẽ chuẩn bị bắt tay vào việc sắp xếp lại các cái chậu hoa này để cho nó thành một cái bố cục nó đẹp hơn cho sân trường cả nhà.
sau một hồi sắp xếp thì cái chậu hoa nó cũng đã được bài trí khá là đẹp mắt rồi nè cả nhà.